bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Navoli. Hôm nay tôi xin chia sẻ một công thức về trà, đó là trà thanh long dâu. Nguyên liệu của món này gồm có trà lài của Napoli, mứt dâu, chanh, thanh long, nước đường. Và bắt đầu chúng ta thực hiện. Các bạn chuẩn bị cho tôi 150 nước cốt trà lài Napoli, 5ml chanh, nước cốt chanh nha, 40ml nước đường, 30g thanh long ruột đỏ, chúng ta cắt hạt lựu. Và đây là mứt dâu khoảng 25g. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho nước cốt trà 150ml vào trong bình sắt. Tiếp theo, cho nước cốt chanh. Nước đường. Chúng ta khuấy đều lên. Trà lại Napoli được chế biến rất là công phu và trong một cái dây chuyền khép kín, bằng tuyển chọn từ những lá trà xanh rất là ngon và bằng công nghệ riêng của Napoli, kết hợp cùng với những cái hoa nhài tạo nên một cái hương vị đặc trưng riêng của trà lài khô Napoli, rất là thơm các bạn. Sau đó chúng ta cho đá vào. Chúng ta sắc đều lên. Bạn đổ ra ly nhé. Bước tiếp theo, chúng ta cho tất cả 30g thanh long ruột đỏ vào một cái ly. Mứt dâu khoảng 2 cũng tương đương với khoảng 3 muỗng nha. Món nước này nó khá là lạ, nhưng mà khi các bạn sử dụng, nó có một cái mùi vị đặc trưng riêng của nó, rất là thơm và ngon. Ta cho vào đây. Các bạn khuấy đều. Mình khuấy đều thanh long và mứt dâu. Sau đó mình cho hỗn hợp này vào ly trà. Các bạn để co lên. Chúng ta dùng ống hút lớn để có thể thưởng thức cái phần mứt dâu và thanh long ruột đỏ. Chúng ta vừa hoàn thành xong ly
trà thanh long, mứt dâu. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Hy vọng rằng món nước này sẽ giúp cho các bạn có một trải nghiệm mới và thêm một món trà mới vào menu của mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.